phụ nữ Trung Quốc làm thế nào để mà dễ lấy chồng. Ai mà sợ phim kinh dị thì đừng có xem cái video này của cô nhá, khủng khiếp lắm. Để mà dễ lấy chồng thì con gái Trung Quốc phải bó chân, chân càng nhỏ thì càng thể hiện sự quyền quý và càng dễ lấy chồng, còn chân mà càng to thì càng khó lấy chồng. Cái điều này bắt đầu từ cái thời nhà Hán, thì có một cô phi tần tên là Triệu Phi Yến. Cô này thì rất là thích buộc những dải lụa ở quanh bàn chân và nhảy múa. Vua thì nhìn thấy những cái bàn chân nhỏ xíu và quấn cái lụa đấy thì rất là thích, và sau này thì dần dần nó sẽ trở thành cái tiêu chuẩn về cái đẹp của người phụ nữ Trung Quốc trong dân gian nói chung. Những cái đứa trẻ em gái từ khoảng 2 đến 5 tuổi thì bắt đầu bố mẹ sẽ tiến hành bó chân. Người ta sẽ đập hết toàn bộ cái xương chân của đứa con gái đấy đi, và họ sắp xếp lại cái xương, xếp làm sao để mà cái xương gót chân ấy nó sẽ dính vào cái lòng bàn chân, nó sẽ dính như thế này này, cập vào như thế này, và chỉ có ngón cái được giữ nguyên thôi, còn lại các ngón khác người ta bó gập vào lòng bàn chân như thế này. Cái này thì nó đau đớn kinh khủng khiếp, và cái việc đập xương đi làm lại nó sẽ diễn ra hai ngày một lần. Họ sẽ dùng những cái mảnh lụa để người ta buộc cái chân đấy lại, và sau 2 ngày thì nó sẽ kéo cái mảnh lụa đấy kít vào hơn, cho đến khi mà chân cái đứa con gái nên nó xíu ra. Cái điều này thì gây đau đớn cho người phụ nữ Trung Quốc cho đến khi chết, và có rất nhiều người thì đã bị hoại tử rồi bị thế nào thế kia và chết trước khi mà lấy được chồng. Thôi chân to cũng được, ấy chồng cũng được, chứ còn chịu đau thì chịu nhỉ, giờ mình chịu lấy chồng thôi nhá, không cần làm bó chân đâu.